An trụ đại thừa, nếu có dùng phương tiện thiện xảo đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm, không khởi vọng tưởng bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm, không chấp lấy danh tướng, không vọng tưởng chìm đắm, không sanh kiêu mạn, liền có thể chứng đắc thật tướng bát nhã. Nên biết những vị này đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm không xả bỏ cũng không xa lìa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, ngài khéo vì chúng đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa mà khai thị phân biệt tướng nhiễm trước không nhiễm trước. Khi ấy Xá Lợi Từ hỏi thiện hiện: Vì sao đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm khởi tướng nhiễm trước không nhiễm trước? Thiện hiện đáp: Các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, nếu không dùng phương tiện thiện xảo khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, đối với sắc cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không; đối với thọ tưởng hành thức cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không; như vậy cho đến đối với trí nhất thiết cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không; đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cho là không, phát sanh sự chấp trước tưởng không. Lại nữa Xá Lợi Tử: Các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, nếu không dùng phương tiện thiện xảo khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với sắc cho là sắc, phát sanh sự chấp trước tưởng sắc; cho đến đối với trí nhất thiết tướng cho là trí nhất thiết tướng, phát sanh sự chấp trước tưởng trí nhất thiết tướng; đối với pháp quá khứ cho là pháp quá khứ, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp quá khứ; đối với pháp vị lai cho là pháp vị lai, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp vị lai; đối với pháp hiện tại cho là pháp hiện tại, phát sanh sự chấp trước tưởng pháp hiện tại. Lại nữa Xá Lợi Tử: Đại Bồ Tát dùng có sở đắc làm phương tiện, từ lúc mới phát tâm đối với bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng khởi tưởng thực hành nhiễm trước. Xá Lợi Tử: Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, nếu không dùng phương tiện thiện xảo mà dùng có sở đắc làm phương tiện khởi các tưởng nhiễm trước như vậy thì gọi là tướng nhiễm trước. Lại nữa Xá Lợi Tử, về câu hỏi trước của ông, làm sao đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm không nhiễm trước nơi tướng? Nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm có dùng phương tiện thiện xảo, đối với sắc chẳng khởi tưởng không bất không, đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi tưởng không bất không, cho đến đối với trí nhất thiết chẳng khởi tưởng không bất không, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khởi tưởng không bất không, đối với pháp quá khứ chẳng khởi tưởng không bất không, đối với pháp vị lai hiện tại chẳng khởi tưởng không bất không. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm thâm có dùng phương tiện thiện xảo không có ý nghĩa như vậy, ta có thể thực hành bố thí. Sự thực hành bố thí như vậy là hành bố thí. Ta có thể trì giới, đây là sự trì giới, như vậy là trì giới. Ta có thể tu nhẫn nhục, đây là sự tu nhẫn nhục, như vậy là tu nhẫn nhục. Ta có thể tinh tấn, đây là sự tinh tấn, như vậy là tinh tấn. Ta có thể tu thiền định, đây là sự tu thiền định, như vậy là tu thiền định. Ta có thể tu tuệ, đây là sự tu tuệ, như vậy là tu tuệ. Ta có thể gieo trồng phước đức, đây là chỗ gieo trồng phước đức, như vậy là sự gieo trồng phước đức. Ta có thể nhập chánh tánh ly sành của Bồ Tát, ta có thể trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, ta có thể thành thục hữu tình, ta có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm có dùng phương tiện thiện xảo, tất cả như vậy không phân biệt, do thông đạt pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Xá Lợi Tử, đây gọi là đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm không chấp trước tướng. Khi ấy trời Đế Thích hỏi thiện hiện: Các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, làm sao biết được sự phát sanh chấp trước tướng kia? Thiện hiện đáp: Các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, nếu không dùng phương tiện thiện xảo, lấy có sở đắc làm phương tiện, tự tâm khởi tưởng bố thí cho đến khởi tưởng trí nhất thiết trí, khởi tưởng chư Phật, đối với chư Phật khởi tưởng gieo trồng thiện căn, dùng các thiện căn đã gieo trồng tập hợp đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.
Kiều Thi ca, do đây nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm có khởi tưởng chấp trước. Kiều Thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân do chấp trước tướng nên không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vô trước, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Kiều Thi ca, vì chẳng phải bản tánh sắc có thể hồi hướng, cho đến chẳng phải bản tánh trí nhất thiết tướng có thể hồi hướng. Lại nữa, Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát muốn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỉ cho các hữu tình khác, thì nên quan sát thời tướng bình đẳng của các pháp, tùy theo đây mà tác ý thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỉ các hữu tình khác. Nghĩa là nói như vậy: các thiện nam tử khi hành bố thí không nên phân biệt ta có thể hành bố thí, cho đến khi hành trí nhất thiết tướng không nên phân biệt ta có thể hành trí nhất thiết tướng, khi tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không nên phân biệt ta có thể tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Kiều Thi ca, các đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỷ các hữu tình khác, nên thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỷ các hữu tình khác như thế. Nếu làm được như vậy thì đối với mình không bị tổn giảm, với người cũng không bị tổn giảm, cũng như trừ Như Lai đã thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỷ các hữu tình. Kiều Thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu có thể thị hiện khuyên bảo hướng dẫn khen ngợi hoan hỷ các hữu tình như vậy thì có thể xa lìa tất cả chấp trước. Bấy giờ Thế Tôn khen ngợi thiện hiện: lành thay, ông nay khéo vì các đại Bồ Tát mà thuyết tướng chấp trước, lại còn có sự chấp trước vi tế khác nữa, ta sẽ vì ông mà thuyết, ông nên lắng nghe khéo suy nghĩ. Thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, cú xin Thế Tôn thuyết giảng, chúng con rất muốn nghe Phật dạy. Thiện hiện: các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác mà chấp tướng nhớ nghĩ đều là chấp trước, nếu đối với chư Phật Thế Tôn ba đời, từ lúc mới phát tâm cho đến chánh pháp cửu trụ, có bao nhiêu thiện căn đều chấp tướng nhớ nghĩ, tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều là chấp trước, nếu đối với sự tu hành thiện căn của các đệ tử Như Lai mà chấp tướng nhớ nghĩ, tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều là chấp trước. Vì sao? Vì công đức thiện căn của chư Như Lai và các đệ tử không nên chấp tướng nhớ nghĩ phân biệt, ai chấp tướng đều là hư vọng. Thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thật là sâu xa. Phật dạy: đúng vậy, vì tất cả pháp bản tánh vốn xa lìa. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đều nên lễ kính. Phật dạy: đúng vậy, tuy được nhiều công đức nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này không tạo, không tác, không chứng. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì tánh tất cả pháp không thể chứng ngộ. Phật dạy: đúng vậy, vì tất cả pháp nhất tánh chẳng phải hai. Thiện hiện nên biết các pháp nhất tánh tức là vô tánh, các pháp vô tánh tức là nhất tánh. Các pháp nhất tánh vô tánh như vậy vốn là thật tánh, vốn thật tánh này không tạo không tác. Nếu đại Bồ Tát như thật biết nhất tánh vô tánh không tạo không tác, tức là xa lìa tất cả chấp trước. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khó có thể hiểu nổi. Phật dạy: đúng vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không thể thấy nghe hiểu biết được. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế bất khả tư nghì. Phật dạy: đúng vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không thể dùng tâm chấp hay xa lìa tướng tâm, không thể dùng sắc chấp hay xa lìa tướng sắc, cho đến không thể dùng trí nhất thiết tướng chấp hay xa lìa tướng trí nhất thiết tướng, không thể dùng tất cả pháp chấp hay xa lìa tướng tất cả pháp. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không chỗ tạo tác sao? Phật dạy: đúng vậy, vì các tác giả bất khả đắc. Thiện hiện nên biết sắc bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, thọ tưởng hành thức bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, cho đến trí nhất thiết tướng bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, tất cả pháp bất khả đắc nên tác giả bất khả đắc, do các tác giả và sắc vân vân là pháp bất khả đắc
Nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm không tạo không tác. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy, thiện hiện nếu đại Bồ Tát không hành nơi sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành thọ tưởng hành thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không hành trí nhất thiết là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện nếu đại Bồ Tát không hành sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không hành trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng vô sở hữu, huống chi có thường vô thường, cho đến tịch tĩnh bất tịch tĩnh. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát không hành sắc viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành sắc bất viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không hành trí nhất thiết tướng viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành trí nhất thiết tướng bất viên mãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì nếu sắc viên mãn và bất viên mãn đều không gọi là sắc, cũng không hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu trí nhất thiết tướng viên mãn và bất viên mãn đều không gọi là trí nhất thiết tướng, cũng không hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kỳ lạ thay, Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo vị Bồ Tát tuyên thuyết các tướng chấp trước không chấp trước. Phật dạy: Thiện hiện đúng vậy, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo vị Bồ Tát tuyên thuyết các tướng chấp trước không chấp trước, làm cho việc học Bát Nhã Ba La Mật Đa mau chóng đạt đến cứu cánh. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu không hành tướng sắc chấp trước không chấp trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành tướng thọ tưởng hành thức chấp trước không chấp trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến nếu không hành tướng tất cả hạnh đại Bồ Tát chấp trước không chấp trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không hành tướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật chấp trước không chấp trước là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, pháp tánh sâu xa rất là hy hữu, nếu thuyết không thuyết đều không tăng giảm. Phật dạy: Thiện hiện đúng vậy, pháp tánh sâu xa rất là hy hữu, nếu thuyết không thuyết đều không tăng giảm. Ví như hư không, giả sử trọn đời hoặc khen hoặc chê chư Phật, nhưng hư không kia không tăng không giảm, pháp tánh sâu xa cũng lại như vậy, nếu thuyết không thuyết đều không tăng giảm. Lại như người huyễn đối với việc khen chê không vui không buồn không tăng không giảm, pháp tánh sâu xa cũng lại như vậy, nếu thuyết không thuyết cũng vậy không khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là việc rất khó, nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tu hay không tu cũng không tăng không giảm, không buồn không vui, không phải không trái, mà siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thường không thối chuyển. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như tu hư không hoàn toàn vô sở hữu. Như trong hư không, không sắc có thể rõ, cũng không thọ tưởng hành thức có thể rõ, cho đến không hành tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể rõ, cũng không đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể rõ. Chỗ tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng lại như vậy, nghĩa là trong pháp sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa này không sắc có thể đắc, cho đến không quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể đắc. Trong đây các pháp tùy không có thể đắc, nhưng các đại Bồ Tát có thể siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thường không thối chuyển. Cho nên còn nói các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thật là việc khó. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức như thế, hữu tình chúng con đều nên kính lễ. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì các hữu tình thành thục giải thoát nên tinh tấn mặc áo giáp công đức,
Cũng như vì hư không thành thục giải thoát nên tinh tấn mặc áo giáp công đức. Nếu Đại Bồ Tát vì tất cả pháp siêng năng tinh tấn mặc áo giáp công đức, cũng như vì hư không phát tâm siêng năng tinh tấn mặc áo giáp công đức. Nếu Đại Bồ Tát vì cứu vớt hữu tình ra khỏi biển khổ sanh tử nên siêng năng tinh tấn mặc áo giáp công đức, cũng như vì muốn đem hư không để chỗ cao hơn nên siêng năng tinh tấn mặc áo giáp công đức. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát được đại tinh tấn Bà La Mật Đa vì các loại hữu tình như hư không được lợi ích an lạc lớn nên phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát được thần lực vô đẳng bất tư nghỉ vì biển pháp tánh như hư không nên mặc áo giáp công đức phát tâm đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát rất là dõng mãnh vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật như hư không nên siêng năng tinh tấn mặc áo giáp công đức. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì các loại hữu tình như hư không nên siêng năng tu hành khổ hạnh, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thật là hy hữu. Vì sao? Vì giả sử Như Lai ứng chánh đẳng giác ở khắp 3.000 đại thiên thế giới như rừng trúc, mè, tre, lau, mía, vân vân, sống ở đời một kiếp hoặc hơn một kiếp, vì các hữu tình thường thuyết chánh pháp độ thoát vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ nhập niết bàn cứu cánh an lạc, nhưng có hữu tình không tăng không giảm. Vì sao? Vì các hữu tình đều vô sở hữu, tự tánh xa lìa. Bạch Thế Tôn, giả sử Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp mười phương tất cả thế giới như rừng tre, mè, lau, mía, vân vân, sống ở đời một kiếp hoặc hơn một kiếp, vì các hữu tình thường thuyết chánh pháp độ thoát vô lượng vô số hữu tình, làm cho nhập niết bàn cứu cánh an lạc, nhưng có hữu tình không tăng không giảm. Vì sao? Vì các loại hữu tình đều vô sở hữu, tự tánh viễn ly. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này nên còn nói các đại Bồ Tát vì các hữu tình như hư không mà siêng năng tu hành khổ hạnh, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thật là hy hữu. Lúc bấy giờ trong chúng có một bí xô nghĩ như vậy, ta nên kính lễ Bát Nhã Bà La Mật Đa thậm thâm, trong đầy các pháp tuy không sanh diệt, không có thiết lập giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn có thể đắc, cũng thiết lập quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề, tất cả đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể đắc, cũng thiết lập Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, truyền pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình có thể đắc. Phật biết ý nghĩ của bí xô kia liền bảo: đúng vậy, đúng vậy, đúng như ý ông nghĩ. Bát Nhã Bà La Mật Đà thậm thâm vi diệu khó lường, trong đây các pháp tuy không có thể đắc nhưng cũng chẳng phải không. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: nếu đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Bà La Mật Đà nên học như thế nào? Thiện Hiện đáp: nên tinh cần tu học như hư không. Trời Đế Thích lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Bà La Mật Đa thậm thâm mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết điều truyền rộng rãi, con phải hộ trì như thế nào? Cụ thọ Thiện Hiện bảo Trời Đế Thích: ông thấy có pháp có thể hộ trì không? Trời Đế Thích thưa: thưa Đại Đức, con không thấy pháp gì có thể hộ trì. Thiện Hiện bảo: nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đúng như lời Phật thuyết an trụ nơi Bát Nhã Bà La Mật Đa tức là hộ trì, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Bát Nhã Bà La Mật Đa thường không xa lìa, nên biết tất cả người chẳng phải người vân vân, dình tìm chỗ dở của vị ấy làm tổn hại nhưng không thể được.